Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, tiếp theo clip này mình sẽ cùng ngồi trò chuyện với lại đây là anh Hiển ha. Đây là Nam, thì theo như Nam chia sẻ thì anh Hiển là người dẫn dắt Nam vô cái bộ môn này và đam mê luôn, đúng không em? Sư phụ đầu tiên của sư em. Sư phụ đầu tiên. Thôi nói sư phụ kỳ lắm, anh em thôi, chơi chung cho vui. Phải, nói với sư phụ thì mang vui thôi, nhưng mà thật chất á, có nghĩa là cái gì cũng vậy. Có nghĩa là người đầu tiên dẫn dắt mình để biết đến môn này thì có nghe người thầy đầu tiên. Thì có nghĩa là sự chia sẻ cũng may mắn, có nghĩa là lúc mà ở ngoài Đà Nẵng em thích cái này lâu lắm rồi nhưng không có gọi như điều kiện để mà gặp gỡ các anh. Thì khi vào miền Nam mình làm Sài Gòn á thì gặp anh rồi trên diễn đàn, thì bắt đầu mình biết tới Hiển, xong anh Hiển sẽ nói chuyện và dẫn dắt đi, thì anh sẽ dẫn cho mình thấy những cái gì mới lạ trong cái thiết kế tiểu xuyên này nọ hơn. Vậy là em từ ngoài Đà Nẵng vô đây bao nhiêu lâu rồi, mấy năm à? Dạ em vào trong này được mười mấy năm. Em tiếp cận với cái thị sinh này là được gần 10 năm. Gần 10 năm là 2012, giữa 2012 là em bắt đầu tham gia. Em biết cái thị sinh. Mà thời đó chắc đâu có Facebook, Facebook gì đó chơi diễn đàn hả? Dạ, chủ yếu diễn đàn là Aquabot, Aquabot, và nếu mà diễn đàn miền Nam mình đó là Teto, thị sinh.org. Thì biết nick là nick Wuchen. Wuchen hả? Dạ. Thì là đầu tiên mê xong rồi gặp anh Hiển. À, chơi trên diễn đàn mới biết anh Hiển. Đúng rồi. Mấy anh em chơi thì gọi là mình á, hồi đấy thì gọi là cũng gọi là sông sáo, hiểu không? Chơi là gọi là nói chung là biết cái gì thì nói cái đấy. Thẳng tính, thích thì lại còn chửi cơ. Bình thường. Thì đây, cũng chính xác, nếu mà nói chửi là cũng một cái kỷ niệm hay lắm, là khi bắt đầu chơi cũng đã tập được đâu khoảng 2-3 tháng gì rồi. Cái mình làm một cái hồ cá, bắt đầu mình lên là mình thấy đẹp. Cái mình nghĩ là đẹp lắm rồi, mình đi chơi thì coi. Anh Hiển nói một câu đó, mày sao thấu thế? Thì nó nói là em mới lần đầu tiên mà xấu là đúng rồi, chứ lần đầu tiên đẹp nghĩa là khác người rồi. Thì em là giống mọi người, có nghĩa là cái nào cũng vậy. Ban đầu các bạn đừng ngại là xấu hay đẹp, và quan trọng là nếu bạn làm xấu xong rồi sau này bạn có thể làm đẹp được không. Có nghĩa là bạn phải tìm hiểu, bạn phải tham gia nhiều cái hoạt động, không phải là ở trên mạng không đâu. Anh em gặp nhau như vậy là một cái rất là quý. Đúng rồi, tại vì không ai để hồi xưa tuần nào cũng đi offline. Dạ, gọi là lập ra một cái nhóm là hội cà phê á, kiểu đấy. Tụ tập ghê lắm, tuần nào cũng đi, cứ chủ nhật, sáng chủ nhật là hẹn hò một quán cà phê nào đấy là ngồi tụ tập. Nhưng mà cái không gian đó mới thích đó anh, cái không gian mà được chia sẻ. Hồi xưa toàn thế thôi, bây giờ thì trên mạng nhiều. Bây giờ không còn chơi như kiểu đó mấy đâu. Hồi xưa offline thường xuyên á. Gặp các anh lớn, các nhiều anh đầu bạc trắng ấy chứ. Gọi là anh thôi, thực ra là chú không á. Chơi. Nhưng mà khi đó đó bạn, khi đó thời điểm đó là không gian mạng nó chưa có phát triển như bây giờ chia sẻ trên không gian mạng nhiều. Nó nói chung kiến thức nó cũng không phải lúc nào cũng chính xác, nó lại cũng bị giữ bí quyết nhiều. Dạ đúng rồi. Đấy, chia sẻ đó là hay bị nó giữ lại những cái nhiều cái nhỏ nhặt thôi, mà nó giữ lại là những cái đấy lại những cái nhỏ nhưng mà lại là chìa khóa luôn. Đấy, cái kiểu đó hầu như là thế đó. Còn ngày xưa thì là do là phải gặp mặt trực tiếp, anh em cuối tuần hay ngồi cà phê. Với cả là mò lên nhà nhau nữa, lên những bí mật là không giấu được. Có không? Có không? Thì nó bình thường thôi. Anh cũng mò lên nhiều nhà anh lớn hoài gì không được. Để mà qua xem nhà, người ta làm những cái gì qua nhà, nhất là lúc đó làm một cái hồ á, là rủ anh em lên phụ mỗi thằng một tay, thằng rửa đá, thằng bưng bê, ngồi set up rồi ngồi cãi nhau về bố cục. Cái cục đá này để sâu quá, cãi nhau sầm nó bắt đầu lại giờ tới giờ lui. Thế mà hay vậy. Cả đêm luôn, 2-3 giờ sáng là giờ hỏi Nam là biết. Lên nhà anh tới 2-3 giờ sáng luôn. Vậy mới hay á. Đúng rồi. À, ngày xưa bạn ví dụ như cần làm cái gì đúng không, mấy anh em chơi chung với nhau gom lại, mới đầu khiêng hồ khiêng đồ, mỗi người làm tay cùng nhau set up, cùng nhau đưa ý kiến nhận xét của mình, từ từ nó lên một cái tác phẩm. Chính vì vậy mà ai cũng sẽ có những cái bài học kinh nghiệm cho mình hết trơn á, đúng không? Em có kỷ niệm nào đáng nhớ với anh Hiển không? Nếu mà kinh nghiệm đáng nhớ thì là anh Hiển chửi em cái. Cái thứ hai á, thực ra khi mà gặp anh Hiển thì lúc đó là anh đã cũng đã chơi được mấy năm trên diễn đàn, và cái đặc biệt đó là nickname. Ủa tại sao là Wuchen mình cứ tưởng là người Hàn Quốc. Mình trên diễn đàn là biết bằng tiếng Việt không mà. Cái ủa chẳng lẽ anh là người Hàn Quốc, anh tham gia diễn đàn của người Việt Nam. Thì bắt đầu mình mới trò chuyện, thấy tác phẩm anh làm ra nó đẹp quá, màu sắc. Thì khi gặp ảnh thì anh ở quận 12 cơ, rồi lúc đó mình ở quận 7 và Bình Tân xa quá, nhưng mà
mình muốn tìm hiểu một cái gì đó thì mình phải tới nơi chứ không phải được người ta chia sẻ. Đúng rồi. Mình muốn mà mình phải đi hỏi. Thì lúc đó là mình và một bạn nữa là Hiếu, hiện tại nhân viên của mình á, thì chạy lên anh Hiển. Thì đó anh Hiển đang ở công ty thì có một cái hỗ trợ hỏi chăm sóc kêu như thế nào đó. Xong rồi về sau lần thứ hai thứ ba này qua thì lật hồ cùng anh luôn. À, lật hồ luôn hả? Lật hồ luôn, ra đầu lôi đá ra xịt rửa đời này nọ phụ là tới đêm là chuyện bình thường luôn. Có nghĩa là lúc đó là cái đam mê có nghĩa là mình không ngại. Có nghĩa là mình đến với người ta là người ta đang chia sẻ cho mình kiến thức. Thì mình bù lại thì ok mình hỗ trợ các anh mà mình không biết làm gì thì các anh sai cái mình làm gì mình làm cái đó. Thì có nghĩa là khi mình được trải nghiệm những cái đó mình mới học được rất là nhiều. Có nghĩa là khi anh xếp đá, tại sao anh phải xếp như vậy và cách thức làm sao để giữ được viên đá. Dạy vậy là trực quan luôn á, là dễ tiếp thu lắm. Đúng rồi. Nói mà dạy không phải dạy mà chia sẻ thôi. Chia sẻ. Ngày xưa có kiểu dạng vậy các bạn, có nghĩa là bây giờ các bạn thấy là cái gì người ta cũng dạy cho nó mở khóa dạy. Nhưng mà chất lượng thì mình không có dám ý kiến, nhưng mà ngày xưa ví dụ giống như Nam với anh Hiển đây, Nam mà muốn tìm hiểu về cái này là gọi là giống như học nghề lên. À, gần như là ảnh sẽ chia sẻ mình là tự nguyện được làm những công việc vặt để học nghề, đúng không? Cái ý nghĩa nó là vậy luôn. Đó, thì hồi xưa cũng rất là hay. À, bao nhiêu là coi như là không giấu gì luôn ha anh. Bao nhiêu bí quyết gọi cũng... là bây giờ Nam nó giỏi hơn anh gấp biết bao nhiêu lần. Tại vì nó tìm tòi anh là chỉ là chơi đơn thuần thôi chứ. Dạ. Hiểu không, anh không có là giống kiểu như là liên quan gì, giống kiểu như là buôn bán hoặc cái gì, anh chơi. Dạ. Thôi. Dạ. Với anh em là chơi hết mình. Dạ. Cái thủy sinh này. Dạ. Nhưng mà anh như một cái cầu rồi, anh như một cầu dắt cho các bạn. Nói chung là nhiều mà, nhiều đứa em lắm. Có lẽ nha, Nam mới nói là như cái cầu đúng là tại vì có một cái sự kết nối. Chứ nếu mà thật sự, nếu mà thời điểm đó mà em không gặp anh Hiển đi, mà em gặp một ai đó nhưng mà các bạn lại dẫn em đi con đường là nuôi tép hay nuôi cá thì là em lại không mê về cái này. Thì tự vô tình mình gặp một người nào đó mà người ta phù hợp dẫn cho mình đi, và được cái là khi đó bắt đầu dẫn dắt vào cái không gian mà mình quá thích luôn. Và không ngại chia sẻ. Em không biết các tỉnh như thế nào nhưng mà ở miền Nam phải thật sự nói là cái sự chia sẻ của anh em miền Nam rất là rộng rãi, không rộng rãi hơn ngoài rộng rãi hơn rất là nhiều. Và cái nữa, hiện tại anh em hiện tại ở đây thời điểm này thì có thể là hơn tụi mình những thời điểm trước, nhưng bù lại chắc chắn các bạn đang thiếu hơn hồi xưa là gì, những cuộc off. Đúng rồi. Và những cuộc chia sẻ như thế này nè. Rất là hiếm hoi, tại vì khi càng rộng và cái sự gọi là 4.0 hay là online nó quá rộng rãi đi thì các bạn nhận kiến thức của trên mạng rất là nhanh. Mà nó là tùm lum em rồi. Đó. Cái khó là chọn lọc cái nào đúng cái nào sai. Ngày đó. Xưa cái thông tin nó rất là quý, biết được cái thông tin nào là nó quý như vàng. Còn bây giờ là thông tin rất nhiều, công việc của bạn là phải chọn lọc cái nào đúng cái nào sai. Đó, nó khó ở chỗ đó. Vậy coi như là anh Hiển là người thả em vô nước đúng không? Y như cá gặp nước vậy. Đúng. Nói cũng cùng cảm ơn Hiển chứ. Thì có nghĩa là thật sự trong cái này, trong cái môn này của em là tới thời điểm của em hiện tại đi, thì anh Hiển là em coi là một người thầy. Và cái thứ hai là của một người nữa đó là em Trần Hoàng Long. Em cũng coi Trần Hoàng Long là một người thầy. Tại vì khi em tham gia cuộc thi của diễn đàn thì em được giải, thì anh Trần Hoàng Long anh cũng thấy mình có một cái gì đó có tiềm năng thì, thì bắt đầu anh mới bắt chuyện, anh hỏi tên. Trước mắt là anh hỏi tên là em tên gì và em ở diễn đàn nào, em nick gì và em đã từng tham gia chơi hay là biết nhiều về cái này chưa. Thì cũng trải nghiệm em cũng có tìm hiểu, thực ra tìm hiểu trên mạng và cũng đi qua các anh. Và bây giờ em muốn gọi là biết mình nó nằm ở đâu, thiếu sót đâu thì em tham gia những cuộc thi này. Để mà thiếu sót thì các anh hỗ trợ, các anh chia sẻ. Thì cũng may mắn là đợt đó là mình cũng bắt chuyện lại với anh Trần Hoàng Long, và sau này thì anh hướng dẫn và chia sẻ rất nhiều. Và hiện tại thì anh Trần Hoàng Long anh đang là một người dẫn dắt hiện tại, trước đó là có anh Ngô Trường Thịnh. Và bây giờ anh Trần Hoàng Long đang dẫn dắt các đàn em về sau phát triển lên và chia sẻ mọi thông tin để mà thiết kế một cái hồ như thế nào để đẹp để mang đi thi đấu. Có nghĩa là mình mang màu sắc lá cờ Việt Nam mình đấu với đối trường thế giới. Thì nó hay, có nghĩa là không suy nghĩ bỏ cái tính chất sân si đi, thì có nghĩa là mình cứ màu sắc dân tộc thôi. Thì mình thắng một đứa nào đó mình vẫn vui mà. Đương nhiên là phải tự hào, quá tự hào luôn chứ, nổi da gà luôn chứ. Đúng rồi, có nghĩa là giống như là đợt mà em coi cái clip của anh Ngô Trường Thịnh lên nhận giải nhất á,
nhận nhất thế giới mà lúc đó vòng kéo cờ UFC ở bên ADA thì anh vô nhân là khóc mà khóc có nghĩa là xúc động quá mà mình ngay cái người mình coi là... mình xúc động cái gì đúng mà, lúc mà em coi em giờ nghe kể là em còn xúc động rồi, em mới rồi nha, có nghĩa là mình nhớ lại cái cảnh, nhớ lại cái khoảnh khắc đó đúng rồi, tuyệt vời quá. Cũng ao ước một lần mà mình bước lên bục và kéo cờ, một kéo một lá cờ Việt Nam mà trên lá cờ và thấy các bạn nói là trên Trung Quốc. Nhưng mà đó giờ em tham gia vô mấy giải quốc tế rồi? Dạ, nếu mà giải quốc tế thì thực sự em chỉ tham gia một giải là IABOC là của ADA Nhật Bản, người ta tổ chức. Thì thời gian năm em thi đầu tiên là năm 2016. Năm 2016 thì lúc đó là cũng mới em mới biết chơi được đâu là năm tham gia đầu tiên là 2014 là em mới chơi được đâu 2 năm. Thì cũng may mắn là được sự hỗ trợ của anh thì em thi 3 hồ. Thì 3 hồ được vô top 100. Nó không cao lắm thì nó cũng hạng năm mấy thôi. Nhưng mà giống như là một cái gì đó bất ngờ. Tại vì mới tham gia mà được vô top 100 thì một cái gì đó rất là hay, rất là quý. Thì giống như là tạo thêm một cái động lực cho mình gọi là nghiên cứu sâu hơn và mình phấn đấu nhiều hơn. Đúng rồi, cái lửa mình nó mạnh hơn. Dạ. Để mình dấn thân luôn. Mình tiếp theo. Lúc đó mình chưa dính dáng kinh doanh. Thì bắt đầu mình thi lần thứ hai thì em năm đó thì nhiều anh bỏ. Thì đó nó ra em tham gia thi thì được hạng 36. 36 thì cũng may mắn luôn là được tạp chí ADA. Nó là phỏng vấn nhưng mà bằng viết bài thôi, được lên tạp chí ADA cũng là một cái điều vinh dự đó. Lên được tạp chí của ADA. Và năm thứ ba em thi thì hạng được 21 cũng là thiết kế khu rừng. Là của hạng 21 thế giới. Tổng cộng bao nhiêu hồ ta? Tổng cộng bao nhiêu người đăng ký? Nếu mà nói về số lượng người tham gia của cuộc thi đó thì còn là 2.000 mấy tới gần 3.000 hồ gì đó. 2.000 mấy tới 3.000 hồ mà mình vô hạng hai mấy hả? Dạ. Là mình của hạng top á. Cái anh Trần Hoàng Long á, lúc Nam có nói á, anh đứng hạng nhất hoài à. Trời ơi. Đứng hạng nhất hoài luôn. Nếu vậy thì là nói cái chung là anh đứng trong top 7 á, top 10 thì hoài á. Thí sinh của Việt Nam mình là cũng có gọi là số má cho một cái anh nữa bảo lúc anh Nam nói là anh có khóc anh Ngô Trường Thịnh á, anh mới là đỉnh cao, anh có hai lần vô địch thế giới. Và trong top rất là nhiều lần. Liên tục trong top 7 không á? Có thể là ở miền Nam mình á, là anh Ngô Trường Thịnh là cây đa cây đề. Và anh Trần Hoàng Long cũng là một dạng cây đa cây đề. Nhưng mà nếu mà anh em nào mà chưa tuyển sinh tìm hiểu á thì sẽ thấy hai phong cách khác nhau. Hay quá vậy, mình tìm hiểu về phong cách của hai anh đấy. Đúng rồi, thì đây là thật ra nếu mà hai anh có coi mà có những cái gì em chia sẻ mà không chính xác lắm thì cũng không cảm tình. Đây là cảm nhận riêng của em. Không, nói chung là về gõ chữ Ngô Trường Thịnh với cả gõ Trần Hoàng Long đó ở trên mạng á, ra những cái tác phẩm hồ Thủy Sinh gõ những đó. Cái tên đó là ra tác phẩm họ nhiều lắm. Thì đây là mình chia sẻ về anh Ngô Trường Thịnh trước, có nghĩa là khi em tiếp cận đến Thủy Sinh và em cũng nói chuyện lần đầu anh Ngô Trường Thịnh là một người rất là nhỏ nhắn thôi, rất là nhẹ nhàng. Thì khi nhìn những cái hồ của anh Thịnh, mình em không khen đẹp bao giờ nhưng mà cái điều em nói là trời ơi sao những cái hồ nó tự nhiên quá vậy, có nghĩa là nó còn hơn cả cái đẹp. Đẹp có thể là mình tái tạo nữa, nhưng mà khi nhìn vào cái hồ của anh Ngô Trường Thịnh làm á thì tất cả mọi thứ giống như là hòa quyện lại với nhau. Màu sắc hay là thiết kế nó rất là hài hòa, nó có cái hồn á, có cái hồn đó đó. Còn về nói về anh Trần Hoàng Long thì nếu mà các bạn tìm hiểu thì thực ra gọi là nó đâu wow, có nghĩa là okay, sao là có những cái ý tưởng nó hay như vậy. Nó gọi là 3D, có nghĩa là mình thể hiện ở đây là một hình ảnh thôi. Nhưng mà khi anh nhìn trên một cái hình ảnh đó anh sẽ thấy ủa tại sao ai mà làm ra được cái đó, cái dựng hình 3D trên một bức hình mà một cái hồ Thủy Sinh không phải nhỏ, cái hồ của anh đó chiều sâu một đó tới 90, rất là sâu luôn á, để mà mình thể hiện cái thiết kế và những cái kỹ thuật làm của anh rất là độc đáo. Đó là hai phong cách, ai cũng có làm đẹp nhưng mỗi người một cái phong cách, có nghĩa là người thì giỏi về màu sắc cây cối chăm sóc cây, có người giỏi về thiết kế layout mạnh mẽ hơn. Rồi những cái gọi những bố cục ấn tượng. Vì chia sẻ thêm là anh Trần Long tại sao có thể là anh là kiến trúc sư. Anh kiến trúc sư nên anh có những cái ý tưởng táo bạo về cái khâu thiết kế và bố cục nó rất là độc đáo luôn. Phong cách riêng. Thì vì sao cũng có nhiều idol có nghĩa là dần dần thì mỗi năm thì giống như là mình tham gia một cuộc thi thì sẽ mỗi năm này sẽ xuất hiện một bạn kia, là năm nay bạn nọ. Thì Việt Nam mình ngoài hai anh đó thì cũng có những bạn trẻ thì cũng top 5 rồi top 7 thế giới,
thì cũng có một cái bạn nữa là bạn Hoàng Toàn thì mà bạn Toàn thì được hai lần hạng hai thế giới. Nhưng mà cũng hạnh diện là gì, Toàn mà cũng coi em như là đàn anh á, thì em cũng là người hướng dẫn Toàn tiếp cận cuộc thi và em thấy tiềm năng quá thì em khả năng mà chưa đủ để mà mình truyền hết cho Toàn thì em giới thiệu Toàn cho anh Trần Long. Khi Toàn em lại làm một cái cầu thứ hai. Dạ đúng rồi. Tuyệt vời luôn. Thì đó là em muốn kết nối tất cả những ai đó mà mình cảm thấy là người này có năng khiếu, người này có khả năng phát triển cao hơn. Thì lúc đó Toàn chưa biết gì về thiết kế nhiều lắm, là vẫn làm sai thì mình có kinh nghiệm mình chỉ những cái sai của Toàn. Sau đó Toàn bắt đầu vào miền Nam chơi với em. Chơi với em xong thì em dẫn đi gặp anh Trần Hoàng Long là anh Quân Hoàng thì tiếp cận cái các anh cao hơn. Thì khi đó bắt đầu Toàn gặp như là vỡ ra. Đúng rồi. Thì cuối cùng thi cuộc thi đầu tiên của thế giới mà được hạng 2. Lần đầu tiên thi hạng 2 luôn, lắm luôn. Tuyệt vời luôn các bạn, quá tự hào. Nếu vậy á, theo anh Hiển với lại Nam kể là gọi là cái level của Việt Nam mình trong cái thủy sinh là nó cũng thuộc dạng có chỗ đứng ở trong top luôn. Yeah. Nằm khoảng top mấy anh? Chắc phải cỡ top 5 ha. Nếu về nói về chất lượng top thì 2. Em nghĩ nó top 4 thì hiện tại á, thì Nhật nó vẫn là một cái cao hơn, nhưng mà về sau này thiết kế của Nhật thì chỉ có vài người là đạt đẳng cấp thôi. Tức là không có nhiều những người trẻ. Nhưng mà mình đang thua, hiện tại mình đang thua Malaysia và Indo. Thì phong trào nó quá mạnh đi anh. Cái cách đây 20 năm trước thì Malaysia có Jossim rất là bùng nổ luôn. Thì còn về sau này Indo. Thì tại sao mình đang nói về mình so cấp bậc của thế giới thì Việt Nam mình đứng hạng 4 thì có thể là mình đang thua về những cái gì? Mình đang thua về những cái gọi là các tổ chức thi, tổ chức có khả năng là cái quy mô của mình chưa đạt, và một khả năng là chưa có nhà tài trợ lớn, và giống như là sự hòa quyện của tất cả các thí sinh là chưa có. Thì bên cầu sát ở Nam Ngô thì em chưa nắm rõ, nhưng mà ví dụ bên thí sinh em có thể biết được rồi, cái thông tin là ở bên Indo người ta tổ chức cuộc thi gọi là set up line, rồi liên tục mà có thể một tháng một lần trong năm được biết bao nhiêu được. Như vậy thì khi đó tại sao bên đó người ta sẽ phát triển cao hơn, vì lúc đó người ta sẽ tìm được những nhân tố bí ẩn. Có nghĩa là giống như anh em mình mà coi những cái cuộc thi tại sao nó tổ chức thi hoài, nhưng mà vô tình có những bạn rất là xuất sắc nhưng các bạn không có điều kiện để các bạn tham gia, thì tự nhiên mình tổ chức cuộc thi các bạn tham gia thì mình thấy được như vậy thì bắt đầu mình đẩy lên. Thì phong trào nó càng lúc càng lên. Có nghĩa là Indo và Mã Lai phát triển hơn mình á, thì nghe Nam chia sẻ có thể hiểu là ở bên người ta tạo nhiều cái sân chơi, đúng không anh? Cái sân chơi nó được tạo ra hàng tháng như mọi người chia sẻ, là lúc đó là những cái người anh em newbie hoặc là những cái người nào đó người ta chưa có cái nem, chưa có tên tuổi, người ta cũng có thể tham gia vô chơi. Và mình giống như là đàn anh thì mình sẽ phát hiện ra những cái nhân tố đó, người ta gọi là from zero to hero, bạn từ số 0 lên thành anh hùng luôn á. Nó giống như Việt Nam Idol đó, đúng không? Kiểu dạng vậy. Một người hoàn toàn không biết lên hát cái ấn tượng nổi bật luôn. Nó là cái kiểu dạng vậy. Thì tại sao Việt Nam mình chưa làm được điều này ta? Tiền em á, thì theo em nghĩ hồi xưa Việt Nam mình có một cái giải là VADC. Thì cái giải hồi nãy em không mới nói là em thi của cái hồ Mãi Biên Làng á, tại cũng anh Hiển chụp hình cho em nè. Thì em cũng được vô tình. Anh Hiển là chuyên về chụp hình hồ à? Hồi đấy thôi. Thời điểm đó thì không nói. Nhưng mà lát anh chia sẻ ra nó. Phải nói là chính xác là công sức. Đúng rồi. Anh Hiển thời điểm đó là cũng nhiều đóng góp. Tức là có những cái ví dụ như em đi, em không có điều kiện. Em không có điều kiện, không có ai mà sắm được cái máy ảnh hay là những cái gì đó. Thì anh Hiển sắm máy ảnh là cái lens rồi này nọ để anh chụp, mà anh vác cái máy đi tới anh chụp, mà đâu phải là tới chụp cây là xong anh. Mấy tiếng đồng hồ nguyên ngày từ sáng cho tới tối ăn cơm hai bữa. Nhưng mà chụp đâu có dễ đâu, đúng không anh? Không dễ, cực, rất là khó luôn. Rất là khó đó. Thì đó cũng là một cái kỷ niệm của em với lại anh Hiển là năm đó thi cuộc thi VADC là của Việt Nam mình tổ chức á. Rất là, đối với em cuộc thi đó cũng rất là chuyên nghiệp nha anh, nhưng có nghĩa về sau là không giữ được chưa. Thì may mắn là khi em thi á là em được giải vàng, nghĩa là khi mà thi của Việt Nam cũng nhiều bạn lắm, cũng nhiều bạn các tỉnh thi thì được giải vàng, và là có hồ Mãi Bí Lèn. Thì mình cũng chia sẻ sơ qua có hồ Mãi Bí Lèn đó là
cũng là một cái kỷ niệm. Thì khi mình tham gia thì mình không biết ý tưởng ở đâu ra, mình kêu ủa giờ mình lấy ý tưởng ở đâu này nọ. Thì thời điểm đó là trên những cái trang Discovery, những cái trang Travel thì người ta chia sẻ về cái hình ảnh của đèo Mã Pí Lèng của người Bắc mình rất là nhiều, cái thời điểm đó, năm đó luôn á. Thì kêu ô hay quá, rồi bắt đầu bắt đầu em tìm hiểu, bắt đầu em đi lấy đá thì em phải lấy order từ Phan Thiết. Năm đó là em sử dụng cái đá Phan Thiết màu đen mà loại nhám không phải là trò. Thì mình tái hiện lại cái phong cách này, thể hiện cái Mã Pí Lèng thì mình làm cái hồi đó cũng nhỏ thôi, 60 thôi, nhưng mà mình rất chỉnh chu, làm từng tí á. Và anh Hiển qua, anh Hiển được chụp hình rất là kỹ cho nó, mình để trong phòng ngủ luôn. Ví dụ bạn này nói là để thoải mái đi bạn, không sao. Thì tùy mọi người. Thì lúc đó em để trong phòng ngủ, thực ra để làm gì, mình ngủ với nó luôn á. Có nghĩa là mình cứ dậy là mở mắt là thấy nó, ngủ mình cũng thấy nó. Có dính bị nghiện quá. Có nghĩa là mình đang mê nó. Cái này là nghiện mà không có ngại. Có nghĩa là mình đưa nó lúc đấy chưa có vợ. Vợ là mình nhược. Có vợ nó đạp rồi mới phát rồi. Thì cũng chia sẻ là thật sự quá mê cái đó đi. Thì nói tiếp về các cuộc thi, về VADC. Thì VADC nó tổ chức cũng được 5-6 năm không anh Hiển? Nhiều. Thì em là tham gia đợt đó, là em tham gia lần đầu. Thì tính ra tổ chức là có anh Ngô Trường Thợ, anh Tiến không? Anh Tiến với em. Dạ. Anh Tiến chủ diễn đàn. Anh chủ diễn đàn. Và ở đại diện ở miền Nam thì cũng có anh Lý Vũ. Lý Vũ dạng như cũng một cây đa thì rất là thì lâu thủy lắm. Sinh Lý Vũ. Dạ dạ em biết Lý Vũ cũng lâu đấy. Dạ dạ Nguyễn Chổi á, lớn. Rất là lớn. Dạ. Mạnh. Thì cũng là một trong thành viên ban giám khảo để chấm cuộc thi. Và em cảm nhận cái việc cái cuộc thi của Việt Nam VADC rất là hay, cực kỳ hay luôn. Có lẽ nhờ cuộc thi đó là anh em mới kết nối này. Chứ không phải là thi gọi là trên mạng hình thi hình ảnh đâu, thi trực tiếp hình ảnh nhưng mà lại gặp nhau. Mà có những cái là các anh ở ngoài Hải Phòng, Hà Nội bay vào trong miền Nam để tham gia host cùng cái giải đó. Rất là hay, rất là quý. Nhưng về sau là khả năng sức khỏe của anh Thịnh không đủ, anh Long cũng vậy, sức khỏe càng rất phần lớn vậy, anh không đủ để mà làm điều đó. Thì em cũng tiếc đó, tiếc là cái nói chung là bây giờ không ai đứng ra. Dạ. 6 năm rồi đó, mình bỏ lãng quên nó 6 năm và cũng mong muốn sẽ có là ổn quá à, chưa có ai đủ đứng ra để mà cũng là để kết nối mọi người để có tiếng nói á. Yeah. Em là thật ra nói cũng á, em cũng có đề xuất cho anh Long, em đề xuất với anh Long là em sẽ cố gắng đó, có nghĩa là tạo được cái quy mô, một cái không gian, rồi tạo được những cái mà kết nối tốt hơn. Tại vì như khi em làm cái người hàng này á, em mở từ off chia sẻ anh em cũng tới và nói về cách thiết kế đó, thì em mong muốn cao hơn là gì, sẽ tổ chức được một cuộc thi của Việt Nam trước bạn. Mình chưa nói ở đâu của Việt Nam, hoặc là đơn giản nhất là ở Sài Gòn. Là khi đó em trước khi nói chuyện với anh Long là em đã hỏi những cái đàn anh về kinh doanh á, ở ngoài chợ ở miền Hồng. Em đề xuất thì các anh rất là đồng ý luôn. Em đề xuất về vấn đề tài trợ. Có nghĩa là các anh ơi, ví dụ như em có một cái kế hoạch về cái cuộc thi để mà nâng cao cái phong trào của thí sinh Việt Nam mình đi lên á, thì em cũng mong muốn có sự tài trợ của các đàn anh. Thì các anh rất là thoải mái luôn. Đúng rồi. Nam cứ làm đi, rồi mọi cái thì anh chị có thể hỗ trợ cho Nam được vấn đề. Tuyệt vời luôn. Thì đó là mong muốn hiện tại thì chưa làm được, trong tương lai em sẽ cố gắng em. Dạ. Cố gắng tạo cái sân chơi để cho mọi người có thể ngày càng, coi như mình đã có cái vị trí ở trên thế giới rồi, mình ngày càng phát huy nữa, sẽ phát hiện ra được nhiều nhân tố nữa. Tại vì hiện nay Việt Nam mình có đàn anh rất là giỏi, nhưng mà mình không chia sẻ được những cái đó cho các bạn thì cũng tiếc lắm. Hay là các anh cũng đang làm, các chị nói là các bạn rất là thích rồi. Thật ra khi mà em gặp anh Hiển nè, rồi cái lúc mà em gặp anh Lần Long mà nghe Vô Địch Thế Giới, tự nhiên mình thấy cái bức tượng đài to lắm. Mình khi mình được gặp trực tiếp mình rất là thích. Đó là cái chia sẻ thực tình. Tuyệt vời luôn. À, kỳ đó tác phẩm Mã Pí Lèng đó là kích thước bao nhiêu ta? Dạ, lúc đó là em làm kích thước là 60, rộng 40, cao 36. 60, 40, cao 36. À, cũng nhỏ nhỏ xinh xinh, cỡ này hả? Dạ, cỡ đó. Mà không, khi mà lên cái hình nhiệt phong cảnh đó. Đã lắm, hùng vĩ lắm đúng không? Hùng vĩ lắm, anh có nó to lắm.
thì à. cái ý tưởng rất là hay luôn, đâu em có hình để em mở lại. Cái ý tưởng rất là hay luôn, thì đó sẽ là một cái cơ hội để quảng cáo cái cảnh vật của Việt Nam mình đối với bạn bè thế giới luôn ha bạn ha. Đó là một cái tác phẩm có ý nghĩa. Có nghĩa là khi mà em truyền tải được cái nội dung cái hồi đó là em rất là thích, là vì lý do là mình tái hiện được một phong cảnh của Việt Nam mà đưa lên đó truyền thế giới. Có nghĩa là nhiều bạn kêu ủa tại sao đặt tên là Mãi Bí Lèng, thì thực ra là kêu mình lấy tên của vùng đất đó luôn. Ở đây. Ồ. Oh. Cái này là chỉ có 60 thôi ha các bạn. Ngang chỉ có 60 thôi nhưng mà nhìn nó rất là có chiều sâu. Nhìn như một cái gọi là cái gì? Trường núi vậy ha. Dạ. Đó. Trường núi non trùng điệp. Dạ, trùng điệp. Nhiều tầng, nhiều lớp. Quá đẹp luôn. Cái này là từ 23 ha các bạn ha. Là giải mấy em? Dạ năm đó là em được giải 2 á, giờ là gọi là trong đó là được giải vàng, còn giải đặc biệt là của bạn Duy Nguyễn. Thì bạn đó lúc đó là khi bạn được giải nhất của Việt Nam thì cái hồ của bạn là hồ được giải 5 thế giới. Mà cái hồ đó rất là đẹp. Phong cách Avatar. Avatar. Là núi nó bay. Hồ núi nó bay, 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 bay. Treo. À dạng treo. Hay lắm. Đều cũng là năm đó cũng là một cái tác phẩm gọi là kinh điển để mà anh em tạo trend luôn. À đúng rồi, trong cái phong cách thủy sinh nó có cái dạng treo, nhưng mà bữa giờ mình đi mấy shop thủy sinh mình thấy hình như ít có. Khó làm lắm. Khó làm lắm. Nó thuộc cái quan trọng nhất chăm sóc từng cục đá đó một. Chăm sóc riêng xong rồi tới lúc đó mới thả xuống thôi. Cái đó mình có áp dụng vô thương mại. Tại vì cái sự chăm sóc của một cái hồ mà thiết kế theo dạng đá bay á, thì nó là đôi lúc người ta sử dụng chiêu là người ta sử dụng cước. Thì anh mà chăm không kỹ những sự cước nó có bám rêu. Đúng rồi. Là anh nhìn thấy liền. Đúng rồi. Đó, và cái thứ hai nữa là những cái thiết bị treo này nọ thì mình chụp đúng diện sẽ không thấy, nhưng mà phía sau á, hậu trường á là mình sẽ thấy. Những điều đó thì khách người ta nhìn thấy kỳ kỳ, nhưng mà mình là mang thi đấu thì ok. Thì những tác phẩm đó thì mình cứ sử dụng đi thi đấu là hay hơn. Đó, những cái chiêu đó. Còn em cũng đã làm những cái mẫu đá bay lại cho khách, nhưng mà mình sẽ trải nghiệm là nó không có bền lâu được với khách hàng. Có nghĩa là về lâu dài cái phải vệ sinh liên tục, không là mình sẽ thấy những cái không có được tự nhiên lắm. Thì đúng rồi. Nét nọ thứ. Ok. Thôi vậy giờ phỏng vấn anh Hiển chút. Anh thời điểm đó là anh làm chụp hình cho mấy cái tác phẩm đi thi. Thì đúng thí sinh của mình là chuyên đi thi thì chỉ là chụp hình thôi đúng không? Đúng rồi, đi thi không phải quan trọng nhất là gọi là phải chăm sóc cái hồ đó chứ. Trước lúc cái hồ đấy mà anh em đi thi là phải dưỡng yeah. cây. Yeah. Dưỡng cho cây nó kiểu độ nở của cây yeah. á, giống như bông hoa nó nở yeah. nó đẹp á. Yeah. Dưỡng cho nó thật là đẹp lên thì mới yeah. đi thi được. Mà lúc dưỡng nó cực lắm. Dưỡng xong rồi chụp xong rồi bắt đầu hồ nó bị rêu hại. Tại vì phải oánh dinh dưỡng mạnh nè, đèn mạnh cái thứ cho cây nó phát triển tốt. Nói chung là nhiều cái xảy ra lắm. Tới cái lúc đó nhiều khi á, tới lúc chuẩn bị đi chụp hồ rồi, hồ bắt đầu nó xảy ra những cái vấn đề cũng kiểu như là một là nước nó đục này, hai là cây nó phát triển không đúng một cái, là nhiều lúc nó bị trễ là bình thường. Nói chung là nhiều vấn đề xảy ra, không phải mỗi chụp hình đâu mà chụp hình cũng cực lắm, nhiều khi mất 4-5 tiếng đồng hồ mới may ra mới chụp xong. Cái khó khăn nhất của chụp hình hồ cá là cái gì anh? Là cá. Cá là cái con cá nó bơi không đúng ý mình. Giả sử muốn con cá bơi vào đúng vào một cái điểm vàng, giả sử trong một bức ảnh nó có cái điểm vàng, giả sử muốn cá nó bơi vào đấy rất là khó. Phải đuổi. Phải người đứng vỗ này, lấy cái chổi khều khều này, các thứ đủ kiểu đó, được không? Đó. Nói chung là con cá đấy. Chứ thực ra chụp một bức ảnh tĩnh á thì bật được phát là xong rồi. Nhưng mà quan trọng nhất là cái đó. Còn cá nó bơi đúng vô cái đúng điểm rồi. Vàng để đúng mà rồi. Cho bức ảnh nó sinh động. Mới cả chụp làm sao rồi cho nó nét con cá, tại con cá lúc nó bơi em biết là chuyển động mà. Lúc chụp nhiều khi không nét được. Mới cả nó có một cái hồi xưa ấy, nhưng máy chụp hình nó bị giới hạn cái ISO. Nếu mà mình tức là lượng đèn đánh xuống hồi xưa thì đèn không được như bây giờ, nó không đủ độ mạnh. Nó không đủ độ mạnh để mình đánh đèn. Thì là cái tốc á, tốc của máy á, là nó hay bị thấp. Nếu mà tăng tốc lên thì bị tối hồ. Mở khẩu ra thì lại không nét. Mở khẩu ra bị nhẹ hình thì nó không nét. Đó.
mà phải tăng lượng đèn lên nữa, mà tăng lượng đèn lên nữa thì càng ngày cá càng hoảng sợ. Yeah. Nó cực mỗi cái chỗ đấy thôi. Nói chung là máy thì hạn chế. Bây giờ những máy đời mới á, thì ISO nó cao rồi không? Nó khử nhiễu tốt hồi đó, mà tăng ISO lên tầm 800 thôi hồ bị nhiễu liền. Yeah. Mà tấm ảnh bị nhiễu là không đạt. Yeah. Nhìn nó không đẹp. Đó. Nói chung là ISO phải hạn chế từ mức 1000 đổ xuống thôi. Yeah. Không được để hơn. Mà tăng ISO lên cao thì nó bị như thế rồi. Mà ISO thấp thì nó lại tốc lại không tăng lên. Mà tốc không tăng không bắt nét được cái con cá nó bơi. Yeah. Bị nhòe. Đấy kiểu yeah. Nói chung là nó cực đủ. nhưng mà cái đó là một cái xuất phát từ cái đam mê của anh. Xong mà anh chuyển qua anh chụp hình, hay đó là cái nghề trước đây của anh là nghề nhiếp ảnh? Đâu có, anh chơi anh mới phải mua máy chụp hình ấy, tại vì chụp không lại người ta, chụp không đẹp. Tại vì chơi thủy sinh mới mua máy chụp hình. Vậy là vô tình nhờ thí sinh là biết thêm một nghề khác nữa. Không phải nghề mà cũng lại là đam mê thôi. Khổ lắm cơ, đam mê tốn tiền. Toàn cái đam mê tốn tiền thôi. Bây giờ đầu tư bộ máy ảnh cả 100 triệu cũng đúng không ăn thua gì hết. Không ăn thua luôn. Đấy, như có mấy thằng cu bây giờ đầu tư một bộ để nó chụp được cái hộp cá thôi, đầu tư đâu mà cả 100-200 triệu bình thường. Rồi chưa kể mấy cái đèn đánh hỗ trợ bên đúng ngoài. Đúng rồi, phải có đèn, bây giờ là phải có nhiều đèn, nhiều thứ hỗ trợ lắm. Dạ. Hồi xưa thì nó đơn giản lắm, chỉ cần một cái chân máy, một cái máy và một cái để dây bấm mềm. Dạ. Đấy, thế thôi là chụp thôi, với cả gọi là đèn thả 2-3 cây lên bên trên thế thôi. Bây giờ nó đủ kiểu đó, nói chung là công nghệ mới mà bây giờ thua. Bây giờ mình cũng chịu rồi. Không đu được. Nghĩa là các em nó bây giờ chụp ảnh nhìn tấm ảnh ảo diệu lắm. Ảo diệu lắm mà mướt quá. Vậy thì các bạn, đối với thủy sinh á, thì tất nhiên là để có một cái tác phẩm đẹp thì ngoài cái chuyện mà thiết kế layout, bố cục rồi chọn lựa các cây để vô nuôi dưỡng cho tốt, rồi tất cả những cái sinh vật trong đó nó hài hòa lại với nhau á, thì để đi thi nó có một cái yếu tố nữa là phải, tại vì do hồ thủy sinh thì chúng ta không có đem tới cái hồ tới cái điểm thi được, mà đại đa số là sẽ thi qua ảnh, đúng không em? Đúng rồi. Người, mà người... ảnh là phải ảnh gốc nhé, không được phép Photoshop. Dạ. Yeah. Tức là file ảnh gốc. Dạ. Chặt ra đưa lên vậy luôn. Đúng rồi. Lên không được chỉnh sửa. Nếu mà có chỉnh sửa nó kéo màu kéo miết thì được. Tại vì cây ấy, lúc nó chấm á, cây ra màu sắc có đúng không nữa. Dạ. Hiểu không? Cá là phải cá trông khỏe không nữa. Nói chung là đủ thứ hết á. Cũng đó. Có một câu hỏi trong cái này cũng thích, em cũng thường xuyên nghe là của anh, nếu mà thi qua ảnh nó như vậy thì người ta lấy tên người khác rồi sao, nhưng mà anh ấy mình làm thì chắc chắn là mình rất tin mình rồi, đúng rồi, bỏ công sức của mình bỏ ra mà. Ừ. Thì có nghĩa là các bạn không lo về vấn đề là thi qua ảnh hay gì, quan trọng là các bạn thể hiện cái điều đó và các bạn đừng có gian dối gì trong cái hình ảnh, thì chắc chắn là công sức của bạn nó sẽ được đền đáp. Thì cũng có như vừa rồi cũng có cuộc thi Adam, cũng có một cái anh ở bên nước ngoài. Nhìn ban đầu ấn tượng đẹp lắm, nhưng mà bắt đầu khi giám khảo thì hiểu một cái là đã Photoshop trong đó. Thì là bị loại ngay tức khắc, là cái giải thưởng của anh đó là loại liền. Có nghĩa là mình làm cái gì cũng vậy, cứ tốt nhất là có gì làm đó thôi. Thì Việt Nam của mình được cái là không có trường hợp gian lận, giống như thi lúc nào cũng có sử dụng mà gian dối cũng có. Nhưng mà Việt Nam mình thì không. Em nghĩ Việt Nam mình không có điều đó. Đấy, của nước ngoài hôm rồi có anh kia anh thi cũng được giải cao, nhưng mà cuối cùng lại người ta rà soát lại và ví dụ trong band với nhau người ta thấy là Photoshop mà được như vậy thì không fair play. Đúng rồi. Tại vì nếu mà Photoshop mà được giả như vậy thì thôi, khỏi làm hồ, Photoshop hết luôn tất cả. Đúng rồi. Như vậy thì đâu có công sức để bỏ ra đâu. Nhưng mà ban tổ chức người ta cũng đâu để chuyện đó xảy ra, nó làm giảm giá trị cái giải thưởng người ta. Đúng liền. Thì người ta mới phải soi hàng bao nhiêu con người, người ta soi từng tấm ảnh một xong rồi đưa lên máy để người ta xem gọi là có chỉnh sửa. Đó nên mới vậy, tại sao phải người ta phải giữ quy chuẩn lại gốc. Thì có nghĩa là người ta soi qua có đã chỉnh sửa gì trong đó hay không. Để coi exit này em. Dạ dạ. Tấm ảnh mình coi được exit. Yeah. Exit thì nó sổ ra nguyên là ISO là bao nhiêu, là tốc khẩu bao nhiêu, đầy đủ hết. Yeah. Từ máy gì chụp ra, từ lens gì nó có đầy đủ hết cái thông số đó. Đúng rồi. Đó, kiểu đó. Nhưng mà anh nghĩ đây là một cái cuộc chơi mà. Cuộc chơi thì đó giống như là mình thỏa mãn bản thân mình. Nhiều người người ta vì cuộc chơi người ta phải chỉnh sửa chứ. Bây giờ nó kéo sáng về hồ là tối quá, nó kéo sáng lên. Thì cái tác động mà về kéo sáng thì nó cũng không quá khó, nhưng mà ví dụ như tác động kể cả dòng chuột mà mình di chuyển con cá để cho nó bơi đúng đèn, tại vì có những cái hồ chụp hình á cá nó không bơi đúng đèn, ghép con cá vào ghép cá luôn. Có anh
năm vừa rồi, năm vừa rồi, năm kia gì đó là là bị lỗi đó anh. Mà những cái nhũ đá chỗ vị trí này đẹp, cái bắt đầu cắt ghép vào chỗ khác ha, để tăng cái độ đẹp của cái tác phẩm lên. Thì như vậy thì ok lắm, nhưng mà trước sau cũng bị phát hiện thôi. Dạ đúng rồi. Đâu có qua cua được đâu, thì lại thành phốt. Thành phốt thì lại dở. Thì lại dở lúc chấm hồ á, em nghĩ đi, lúc đấy nó lo đủ thứ, nhiều khi hồ nó bị dơ cũng không được. Dạ. Kiểu như là rác chứ cũng phải nhặt sạch từng tí một. Giả sử có Photoshop em đâu cần làm gì đâu, đưa vào tem mới phát sạch bong cái hồ. Giả sử cái ống rêu đó mà bị bẩn nhá, tem mới phát sạch. Nó bình thường nên gọi là nó bắt buộc phải gốc. Cho nên là cái thời điểm mà chụp hình là giống như cái thời điểm mà hoàn hảo nhất á, là hoa hậu, là lên giống như lên sân khấu á đó, là cái lúc đó đó để ra được cái bức hình nó hoàn chỉnh, không hề chỉnh sửa gì hết. Đúng rồi, tuyệt vời. Khó em nghĩ thôi em cũng đã thấy khó. Trời ơi, chụp một lúc mà cá nó bơi chưa đạt đủ, mà cá nó mệt nó không chịu bơi. Làm cái nào là thò, nhiều khi thò tay vào bắt cá ra thả đàn mới vào đấy chứ. Đó, nó có nhiều khâu lắm mà tại vì đôi lúc các bạn đang nhìn qua hình ảnh gọi là final có hoàn thiện rồi, các bạn thấy nó cảm giác là dễ dàng, nhưng mà người thực hiện điều đó trải qua rất là nhiều cái khó khăn. Đúng rồi đó. Nên các bạn nếu mà muốn á cứ thi đi, thi thì sẽ trải nghiệm đó. Mình không phòng đằng này có máy lạnh mà mồ hôi mồ kê, hai anh em á đầm đìa, mặc mỗi cái quần đùi ở trần nữa mà mồ hôi đầm đìa, máy lạnh không nổi, chịu không nổi luôn. Tại vì nó thật ra là nóng mà mình bị cảm giác mà ức chế khi mà mình không chụp được cái tấm hình. Tại sao cá nó không có, mình không điều khiển được cá? Không, nhiều khi cái vận động tay chân này nó ít, nhưng mà cái đầu mình nó căng á, nó làm cho mồ hôi nó tuôn ra. Đúng mà rồi. Bắn á, là chụp và để chốt la fan 8 phèm giây à, 10 phèm giây đó, đuổi cá nó bơi từ này ra bên kia, cái ào phát đó. Thường thì một cái tác phẩm vậy là để bấm như vậy thì anh phải bấm bao nhiêu shot hình để anh lựa ra được? Ôi, nói chung là bấm kiểu hết pin, nhiều khi thay pin mới vào nhé. Quan trọng nhất là cứ bấm thật nhiều rồi xong rồi về sau lựa. Lựa chưa khó thì lại phải bấm lại. Còn ngồi như vậy cơ. Lựa như tấm nào cả, quan trọng nhất lúc đấy là cá nó nét này nọ đâu, nhưng mà nó bơi vào theo điểm có đúng hay không. Không được thì lại bấm lại. Mà nói chứ nếu mà anh chụp ra được nhiều tấm hình đẹp á, rồi tới lúc mà anh lựa hình anh còn đau đầu nữa cơ. Đúng rồi, nhức đầu. Đó. Vài ngày trời, giả sử ra 2-3 tấm đều đẹp rồi. Đúng rồi. Bây giờ biết lấy tấm nào. Dạ. Chứ này có phải là mình kê chụp ấy đâu. Vụ này nhiều người hiểu lắm. Nhiều khi chụp hình tự sướng á, giờ bót Facebook bót con tấm rồi, giờ đúng không biết chọn tấm nào, bót Facebook xong ảo đây. Đó là một cái là rất là vui, cái những cái kỷ niệm cực kỳ vui trong cái cuộc thi mà cái gửi hình luôn á. Trời ơi, cứ đưa hình qua điện thoại, trời ơi anh ơi hình là đẹp không, em thì em thấy đẹp nhưng mà không, em không thấy đẹp, em không thấy hài lòng chứ. Trời tự nhiên mày gửi hình cho tao rồi mày hỏi câu đó là làm sao tao biết. Thì có nghĩa là cái tấm hình rất là quan trọng, để mà ví dụ như cái tấm hình này nó con cá nó bơi qua đúng cái điểm mà mình mong muốn, nhưng mà có những thì mình nếu mà soi kỹ hơn, tự nhiên con đàn đó là 20 con đi, tự nhiên đang một con nó quay đầu đó, chính xác có nghĩa là 19 con đang bơi, tự nhiên con nó quay đầu ngược lại thì cách làm nó bị giảm cái chất lượng hình ảnh. Tấm mình này cũng tức nữa, tại sao con kia nó lại vậy, nó làm hư nguyên tấm hình đó. Rối đội hình á, giả sử nó bơi đang uốn lượn rất là đẹp, tự nhiên có con quay đầu rối đội hình là trong cái lúc đấy tự nhiên giả sử như nào đó mà tự nhiên một con trong đống nó bị nhòe khổ cái chỗ đó. Đúng rồi. Nói chung là một bức hình nó phải hoàn hảo hết tất cả các chi tiết luôn. Tại vì người ta chấm từng chi tiết một mà. Dạ. Giả sử bố cục, xong rồi nước có trong hay không, cây có đạt hay không, cá nó phải như thế nào, nuôi như thế nào. Nói chung là chấm toàn bộ trong một cái khung hình đó. Một tấm duy nhất hả anh? Gửi thi là một tấm duy nhất thôi. Một tấm thôi. Đó có nghĩa là để mà được một tấm hình người ta không có yêu là, cầu là qua được nhiều tháng lắm. Không cần sâu, chỉ cần trong cái hồ thôi, cái hồ thôi. Đó là thi nội dung á, có nghĩa là khi thi là các bạn để ý là không có để một thiết bị gì trong hồ. Thì tất cả mọi thứ, một là giấu đi, hai là bỏ ra. Chỉ có gọi là mà không bỏ thiết bị trong hồ rồi thì em biết rồi, hồ là lọc tuần hoàn. Tắt lọc cái là được, lọc không có sủi, không có xiếc, một lúc sau cá nó ngủ. Nó mệt. Yeah. Đó là còn thế cơ, mà nước bắt đầu nó bị đọng, nó bị tù nước, bắt đầu nó có váng. Cái váng như cái hồ kia, đó nó có cái váng. Có váng. Đó là cực, cực nữa là lại phải ngồi lấy rẻ thấm hút này này, lọ lau nước lại.
nó chụp đủ trò đó. Nếu mà nói về đi thi á bạn, thì cái công tác mà chụp hình á là nó cực kỳ quan trọng luôn, nó giống như là sự truyền tải. Dạ, truyền rồi. Tải cái tác phẩm này tới cái ban giám khảo hoặc là tới người xem. Alo. Cho nên là nó sẽ rất là quan trọng luôn. Dạ, nó rất là quan trọng luôn. Dạ đúng rồi. Có nên em mới nói là cái nhờ gọi là các đàn anh, nhờ các đàn anh, nhờ sự hỗ trợ của các đàn anh. Có nghĩa là cái khi mình làm xong, ví dụ như anh Nam Ngôi làm xong rồi nhưng mà anh không biết chụp hình thì rất là uổng cái tác phẩm đó luôn. Đúng rồi. Anh cái chờ không biết chụp hình thôi, mình tự chụp thì cái hồ rất là đẹp nhưng mà anh không truyền tải được nội không lột tả ra được đó thì rất là điều đáng tiếc. Nên là có nghĩa là các bạn ở miền Nam Sài Gòn đang là được hỗ trợ cao, có ví dụ như ở ngoài, hiện tại thì bây giờ ngoài Hà Nội và ở Đà Nẵng thì cũng được sự hỗ trợ rất là nhiều từ xa. Có nghĩa là sẽ có các anh hướng dẫn cách chỉnh máy như thế nào, để ISO và để tốc độ ở đâu thì hướng dẫn cho các bạn chụp, các bạn cũng tự chụp. Rồi khi mà có một bạn nào đó bạn chụp đã chuyên nghiệp rồi thì các bạn, một bạn đó nếu mà bạn có đúng đam mê và nhiều thứ nhiều hơn thì các bạn sẽ, một người đó sẽ đi chụp hết tất cả các hồ ở các bạn kia luôn. Ồ, tuyệt vời. Đó là rất là hay. Anh em hỗ trợ nhau quá hay luôn. Chứ không phải là, thật ra chơi mà chơi một mình rất là buồn. Đúng rồi. Và chơi có sự hỗ trợ của anh em thì mình sẽ thấy được là cái điều đáng quý trong cái bộ môn, tất cả các bộ môn. Bộ môn nào chơi cũng phải có cộng đồng. Đúng rồi. Là có anh em tương trợ, hỗ trợ lẫn nhau luôn. À, cái thí sinh này, ngoài cái chuyện mà mình thi cái nội dung này thì mình còn có cái cuộc thi gì khác cho những cái chủ đề khác không ta? À, có bây ở giải, cũng có một giải vừa rồi có mời gửi thư, gửi mail rồi để mà tham gia, là cuộc thi là thiết kế thôi, không có trồng cây, không có cá, không có gì hết, chỉ là thiết kế, có nghĩa là mang tính chất là nội dung thô. Ừ. Gọi là layout. À. Là hardscape đó, có nghĩa là bạn chỉ thi hardscape thôi. Giống giống vậy thôi. Dạ đúng rồi, là chưa thành hình, chưa mặc áo, có nghĩa là chỉ chưa có là cây cối gì hết, chưa có cây cối. Thì có nghĩa là lúc đó là đang thể hiện là cái sự kỹ thuật cao ở trong cách thiết kế. À. Còn về sau có những cuộc thi thì nhiều hơn, có nghĩa là thay vì làm hội thủy sinh thì có cái cuộc thi về biotop. Ừ. Là thể hiện được cái quang cảnh, thể hiện ở dưới dòng sông hay gì đó. Thì nó rất là nhiều cuộc thi nhưng mà tất cả thì qua hình ảnh hết. Ừ. Thì có những bạn thi trải nghiệm về thiết kế, rồi có những bạn thi trải nghiệm về trồng cây, rồi các bạn có nghĩa là mới thì các bạn sẽ gọi là thi những hồ nhỏ. Thì có nghĩa là có những anh nói là chia sẻ là gì, khi mà thi sử dụng hồ nhỏ tại sao khó được vô top, tại vì lúc đó người ta sẽ đánh giá qua cái tiêu chí, dù ngoài đẹp đi thì đánh giá qua tiêu chí là chăm sóc này và cái sự khó khăn trong thiết kế, thì chắc chắn lớn là thiết kế khó hơn nhỏ, đó là điều không nói được. Ừ. Thì với bắt buộc rồi, tại vì anh làm nhỏ như vậy á thì anh thiết kế rất là nhanh, chỉ là khó khăn trong cái là anh tìm kiếm vật liệu khó, là cái size, cái tỷ lệ của nó phải chuẩn, cân nhưng bằng. Mà thử làm một hồ nhỏ xong nhảy lên một cái kích thước lớn hơn thì sẽ khác, đụng nhiều vấn đề khó khăn hơn. Đúng rồi. Ví dụ như từ 60 lên 90 thì không sao, nhưng mà 60 lên mét 2 nó phải khác liền. Nhưng mà mét 2 mà rộng 50, nhưng mà chỉ cần mét 2 rộng tới 70 hay là 90 chắc chắn là khác nữa, dù là bề ngang mét 2. Ừ. Nhưng mà cái độ sâu thì có nghĩa là khi bạn đang quen tay, bạn quen đang ước lượng cái vị trí bạn đặt vào, nhưng mà cái khoảng phía sau nó còn quá rộng, bạn không biết làm gì phía sau. Ừ. Một cái khó luôn, khi mà người chơi lựa chọn kích thước sai cũng là một cái thì đó cũng có một vấn đề luôn. Ồ. Có một cái nữa đó, là cái vật liệu để làm á. Dạ. Không phải lúc nào cũng tìm được. Dạ đúng rồi. Để đúng ý của mình. Dạ. Đó, nhiều khi cái viên đá đó hoặc là một cây lũa đó nó đẹp nhưng mà nhỏ quá. Dạ. Không phù hợp với hồ mình. Rất là chỉ phù hợp với hồ nhỏ. Lên từ hồ nhỏ lên hồ to, từ hồ to xuống hồ nhỏ. Nó có nhiều vấn đề xảy ra lắm mà. Tại vì nó là tổ hợp của rất là nhiều chi tiết. Đúng rồi, cho nên khi mà mình kết hợp vô á là nó phải khớp, chứ còn đâu không là nó chất quất luôn. Thì đó. Ủa lúc mà mình đi thi là nó không có phân biệt là hồ lớn hồ nhỏ vậy. Mình phải ghi kích thước của hồ. Nhưng mà nó là bột giải mà. Đúng rồi, freeze. Nó là freeze. Thoải luôn. Mái. Biết là đẹp là được. Dạ. Có nghĩa là không áp đặt. Tỷ lệ nó phù hợp. Cho nên là khi mình muốn lên ý tưởng mình làm một tác phẩm á là mình phải đi tập hợp tất cả những cái vật liệu ở trong đó trước. Quan trọng nhất là cái vật liệu. Yeah. Chọn được cái vật liệu đẹp bắt đầu mới tính tới hồ. Yeah. Hồ to, hồ bé, nếu mà ông gọi là thích đi thi chuyên nghiệp là ông phải làm như thế. Có nghĩa là các bạn
Đầu tiên là chúng ta sẽ kiếm, ví dụ như chúng ta kiếm cục đá này trước đi, đúng không? Giờ chúng ta chọn cục đá này đẹp quá đi, thì từ cái cục đá này chúng ta mới ra được cái size hồ. Dạ đúng rồi. À, chứ không phải là chúng ta muốn làm cái hồ nào trước ha, muốn làm cái hồ nào trước xong rồi mới đi kiếm cái vật liệu bên trong thì nó sẽ bị động hơn rất là nhiều. Đó thì cũng chia sẻ thêm cho các bạn có hai, thực ra là mình tự nhận định là hai cách tham gia thi. Khi ví dụ như mình có ý tưởng thiết kế thì lúc đó là sẽ đi tìm vật liệu để phù hợp với ý tưởng. Cái thứ hai là bạn có vật liệu rồi thì bạn làm sẽ ra được ý tưởng. Ví dụ như anh Nam đi đâu ô kiếm được một gốc lũa đẹp quá, gốc lũa kích thước này các anh tự nhiên đặt vô là anh đẹp rồi, thì lúc đó là anh tăng cái size hồ phù hợp với cái vật liệu. Còn ví dụ như em có cái ý tưởng nhỏ thôi thì lúc đó em phải đi săn những cái vật liệu cực kỳ nhỏ để em thiết kế cho đúng. Đó là hai cách thôi. Nên ví dụ như các bạn nào mà đang lăn tăn, trời ơi thầy không biết làm sao làm để mà đi thi, thì cứ thoải mái các bạn ơi, có nghĩa là các bạn cứ tìm vật liệu là một, hai là các bạn cứ tìm ý tưởng. Còn về size hồ thì rất là dễ, mình có thể là tự do tăng hay tự do giảm đi, đó là quyền của mình. Miễn làm sao bạn thể hiện và tái hiện được cái phong cảnh ở trong hồ nó hoàn hảo thì các bạn sẽ được tham gia. Ồ, cái này là những cái kinh nghiệm quý giá mà không phải ai cũng chia sẻ đâu nha. Với lại bây giờ nếu mà các bạn mà muốn tham gia những cuộc thi để lấy kinh nghiệm, lấy trải nghiệm đồ á, thì Nam có cái lời khuyên nào cho các bạn trẻ không? Nếu mà các bạn thi á thì thứ nhất các bạn đừng đặt nặng vấn đề giải thưởng, đừng đặt nặng về vấn đề vị trí mình nằm ở đâu. Thì các bạn cứ thoải mái giống như là một người chơi, thì các bạn cứ chăm sóc hồ mình đẹp, thay vì mình coi một mình thì mình cho thế giới coi. Thì mà cái nữa là gì, khi mà các bạn được giải cao hay là các bạn giải thấp thì có sự chia sẻ sai ở đâu và đúng ở đâu, thì lúc đó các bạn giống như là giác ngộ ra thì bạn thấy à đúng rồi, trước giờ mình làm cái điều này mình không ai chia sẻ, không ai chỉ cho mình, thì mình cứ theo cái lối mòn đó mình làm hoài mình sẽ sai hoài. Còn khi mà các anh thấy được cái điều này đúng, các anh sẽ phân tích ra phát triển nó lên cao hơn nữa, thì lúc đó thì các bạn sẽ thấy gọi là cái đam mê của mình sẽ cao hơn. Còn khi mà các bạn muốn thi á thì ở Việt Nam mình trên Facebook đi, có cái diễn đàn có cái group là EABOC Việt Nam, thì lúc đó các bạn sẽ tham gia vào đó, thì trong đó là có những cái sự chia sẻ của các đàn anh đi trước về những cái đàn anh hiện tại đó của người chơi, thì các bạn không có hồ thi các bạn vẫn tham gia được group đó. Rồi khi mà các bạn mà muốn thi đấu thì các bạn phải đăng ký. Là gì? Ví dụ như bạn muốn được lên một lớp cao hơn thì trong cái group đó có một cái lớp gọi là cái lớp dạy, dạy online, là gì, chia sẻ và cách hướng dẫn để cho mọi người thi đấu cao hơn. Nhưng mà bù lại thì phải có một cái nguyên tắc ban đầu là gì, bạn phải có hồ thi và bạn phải thi. Nếu bạn không thi bạn bị loại ra cái buổi học đó. Thì ngay bản thân mình luôn, năm vừa rồi mình hứa thi nhưng mà mình không thi được lại bị loại ra lớp liền. Mình không được nghe được những cái bài giảng của các anh, là mình mất đi cái lý thuyết những cái bài học đó, mà mình mất đi những cái sự truyền tải của các anh, cũng là một điều tiếc nuối. Nhưng mà năm nay mình là người qua lại đó, thì năm nay là được sự hỗ trợ của vợ là cho phép thi, thì vì hồi xưa là có sức khỏe mình không có thể tham gia được nữa, thì năm nay mình thi lại để mình lấy lại cái lửa. Có nghĩa là khi mà làm việc nhiều quá hoặc là mình thiết kế hồ cho khách nhiều quá thì mình sẽ bị cạn ý tưởng. Mình sẽ bị cạn ý tưởng, thì con người không bao giờ con người lúc nào cũng có giới hạn, thì nhưng mà cạn ý tưởng đó là đôi lúc cho khách hàng. Nhưng mà mình sẽ khi mà mình làm cái gì cho mình á, mình sẽ tập trung cao hơn, và để mà hay hơn hay gì đó là các bạn cứ tham gia thi thoải mái. Như là năm nay em sẽ trở lại đường đua. Có thể năm nay mình trở lại đường đua, mà mình cũng định hình sẵn luôn là mình giống như là lấy lại ngọn lửa để truyền tải cho các em ở cửa hàng. Có nghĩa là cũng nhiều em nói của anh em bỏ thi 2 năm gì rồi, làm lại đi anh, tại vì mình làm cho khách nhiều xong rồi mình thử làm cho mình lại đi, coi thử cái 2 năm mình bỏ quên những cái kiến thức như thế nào, thì mình cứ làm lại đi, được hay mất thì đó là tính sau. Thì còn lại là để mà có câu chuyện để mà nói với các đàn em phía sau. Có nghĩa là ví dụ như năm nay em có tham gia lại mình vẫn bị văng top thì cái sự thất bại nó ở đâu? Thì mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm luôn là do anh là chăm sóc không kỹ,
mình thiết kế kém cỏi, thì ví dụ như những ai nó hỏi của anh để mà vô top cao thì em không biết sao, nhưng mà để mà top thấp ở đây mình làm sai thì mình phải vô top thấp thôi, còn mà mình làm đúng, làm xịn, chăm sóc cực kỳ đẹp thì chắc chắn là lên top cao. Có câu hỏi này nó hơi nhạy cảm chút xíu, không biết em có ngại trả lời không, nhưng anh nghĩ tính cách của em thì nãy giờ mình có cà phê cà pháo với nhau rồi thì anh nghĩ em rất là cởi mở trong vấn đề này. Ý định của em cũng là chia sẻ, ví dụ như có người mà người ta đã có cái vị trí rồi á, thì sau này mấy cái cuộc thi người ta ngại tham gia, tại vì người ta sợ nó bị đánh thấp thì người ta sẽ bị mất cái mặt cái này nọ, thì em có ngại cái vấn đề đó không? Cái đó là câu chuyện về mặt tâm lý thôi. Tâm lý thì chắc chắn là ai sẽ có kinh doanh, nhưng mà em rất là thoải mái. Có nghĩa là như hai năm trước em với một bạn nữa là kia nữa, thì ba anh em lúc mà coi hình nhau cũng nhưng mà khi đạt giải đưa ra công bố thôi toàn 200 mấy, mà vô tình là ba thằng mà nói chuyện với nhau liên tục á toàn 200 mấy không à, mà trong đó có thằng hạng 2 thế giới cũng là bị ra 200 mấy. Thì bắt đầu nhưng mà tụi em vẫn tự hào, trời ơi vô hạng 2 mà 200 mấy. Có nghĩa là cái sự khó ngại hay gì á là tùy vào tính cách mọi người, nhưng em thì không, tại vì kinh doanh á thì nó là theo cái xu hướng kinh doanh, người ta đến với em không phải là đến cá nhân mà đến với thương hiệu. Em gây dựng thương hiệu là em làm sao cho hài lòng khách hàng. Còn ví dụ như em thi cho em á là cái bản thân, có nghĩa là mình đang là cá nhân chứ không phải là cái kết quả của ngay bản thân em, nó ảnh hưởng tới cả tổng thể hay là cái thương hiệu em đang xây dựng. Thì cứ thoải mái, ví dụ như mình làm kém thì mình phải làm lại, làm sao cho ok, miễn làm sao mà mình phải tập trung. Thì cái điều dở nhất, đây là sự chia sẻ của mình thật sự luôn, cũng mà các anh đàn anh cũng nói, cái dở nhất của em trong tham gia thi là lúc nào em làm cũng quá gấp. Ví dụ như thời gian của các anh chuẩn bị là 6 tháng và 1 năm, thì em thật ra lúc mà làm hồ chỉ có 1 tháng rưỡi, tất cả các hồ. Năm nào cũng vậy, cứ tháng rưỡi không à. Thì tháng rưỡi thì chắc chắn là cây cối của mình không bao giờ được chín mùi. Và cách thiết kế của mình thì rất là gấp gáp. Thế nên là mình trời ơi, hết hạn rồi, sắp tới deadline rồi, mà tại sao mình chưa xong cái gì? Có bắt đầu mình ráng mình làm, mình ráng. Có nghĩa là khi mình ráng á, thì không bao giờ hiệu quả. Có nghĩa là nó đạt đủ cái mức độ mình cho phép, nhưng mà khoảng thời gian để mà mình chỉnh sửa không có chín mùi, cái ý tưởng của mình nó đúng không rồi. Có chín mùi. Đúng rồi. Cái cảm xúc mình chưa có. Thì đó, nên mình khuyên các bạn, ví dụ như mà muốn tham gia cuộc thi thì các bạn cứ chuẩn bị sớm, ít nhất khoảng là 5-6 tháng gì đi. Thì như vậy cây cối nó mới ok và ý tưởng mình có. Còn ví dụ như mình, đôi lúc mình hơi chủ quan, mình cũng hơi tự tin gì đó, thì mình làm quá nhanh. Thì thất bại là chuyện bình thường, mình cứ nhận. Thì còn cái chuyện mà có ảnh hưởng về kinh doanh hay không đó, thì mình thực tế là không ảnh hưởng. Thì có ví dụ như mấy năm trước đó, mình hạng 200 mấy, nhưng mà người ta không có lấy cái điều đó ra người ta đánh giá cái chất lượng đi kinh doanh hay là chất lượng làm hồ. Quan trọng là mình, ví dụ mình sai, mình biết thiếu sót ở đâu, mình sửa và mình nói những cái sai đó. Có nghĩa là mình lấy cái hình ảnh của mình thất bại, mình để mà mình giống như mình chỉ cho lỗi các bạn là gì, không nên, về sau các em không nên làm như vậy, kể cả như hiện tại mình cũng có dạy các bạn. Như các bạn thiết kế thì mình cũng đưa những cái lỗi, những cái sai của mình ra để mà mình nói là em ơi không nên, là như anh bị như này, bị lỗi quá nặng như cái trường hợp này. Đó là cái sự chia sẻ. Mình đặt cái câu hỏi này tại vì nãy lúc đầu vô anh em có ngồi cà phê với nhau á, thì Nam cũng có chia sẻ là, thì mình cũng công nhận cái điều đó, có nghĩa là mỗi người chúng ta thì nói chung là nó cũng sẽ có một cái giới hạn nhất định. Đó, về mặt cảm xúc, về mặt ý tưởng, rồi cái tuổi tác nó cũng quyết định các bạn. Ví dụ như các bạn càng lớn tuổi thì tất nhiên là cái tự sáng tạo của mình nó cũng bị mai một so với thời trẻ. Đúng. Rồi nó bị tác động giữa công việc nữa. Ví dụ mình đi set up hồ cho khách riết thì mình cũng sẽ bị quen vô một cái firm nào đó. Chính xác anh. Đúng rồi. Cho nên câu đấy hay á. Dạ thì em cũng dân sinh vật cảnh mà, em cũng chơi đồ này nọ, thì mình sẽ bị quen, bị vô cái đụng tới cái trường hợp đó là mình xử lý vậy, đụng vô đúng là rồi. Xử lý vậy. Mình thiếu cái sự sáng tạo đi. Thì sau này Nam có nói là sẽ coi như là không có show mình ra nhiều nữa, mà mình sẽ thiên về cái hướng đào tạo và hướng dẫn, hỗ trợ cho những cái bạn trẻ mới lên. Tại những bạn trẻ mới lên thì ý tưởng nhiều khi rất là hay, táo bạo thì sẽ bồi dưỡng cho các bạn đó sẽ tốt hơn. Cho nên anh mới đặt câu hỏi đó. anh em mình vẫn là cái công tác muốn truyền cái lửa, truyền cái đam mê lại để phát triển hơn.
Nhớ như hiện tại thì anh sẽ không hơn các em về cái gì, nhưng mà hơn em về cái tuổi này. Đó là đầu tiên, và hơn em về cái kinh nghiệm. Là kinh nghiệm là gì? Sai và kinh nghiệm đúng. Thế đó là cái là không biết truyền tải bằng cái này thì không biết chia sẻ, chỉ có chia sẻ là sai và đúng cho các bạn thôi. Còn lại cái sáng tạo của bạn chắc chắn là mạnh hơn các anh rồi. Tại vì như anh Hiển với Nam thời xưa là tham gia cái cuộc chơi này đi, thì lúc đó mọi sự rất là khó khăn về hình ảnh, không có hình ảnh để mà tìm hiểu, và cuộc thi lúc đó rất là ít, thì có nghĩa là mình ví dụ như mình không có cái gì để mà mình cập nhật. Thì bây giờ mọi sự rất là nhiều luôn, kể cả sự chia sẻ về cách thiết kế, rồi chia sẻ về cách chăm sóc cây, hoặc là chia sẻ về hình ảnh cực kỳ nhiều, và Facebook là nó truyền tải rất là nhanh. Như hồi xưa diễn đàn là gì, mỗi lần như vậy là anh phải gỡ qua một cái đường link file, rồi xong rồi mới add lại, rồi mới bấm vô để ngày mai chờ đợi những cái câu trả lời của anh. Úp lên phải... photo gì đó, photo viewer, mới úp lên lại trên diễn đàn. Rất là cực. Còn bây giờ là gì, anh ơi gửi cái inbox cái là tới rồi. Rồi anh ơi sao anh không trả lời em nhanh nhanh cái coi. Đó, có nghĩa là bận 3-4 ngày mới trả lời. Cây hư mẹ rồi. Bình thường. Thì đó là cái khó khăn của thời mấy anh em, và cái sự thoải mái gọi là được được nhiều cái kinh nghiệm, hay là được nhiều hình ảnh về sau là các em đang được. Thì từ cái đó các em phải cố gắng nhiều hơn là gì? Ví dụ như bọn anh thi tới đó, nhưng bọn em phải thi hơn. Thì từ em phải hơn thì lúc đó thì có phong trào của Việt Nam mình nó mới mạnh. Đúng rồi. Bọn anh không ngại chia sẻ, bọn anh không ngại hỗ trợ. Đó là cái điều anh nói thật sự luôn, là thiếu sót cái gì, cần sự hỗ trợ đâu là gửi hết. Tuyệt vời luôn. Một cái tư duy chơi để phát triển phong trào và cộng đồng phải nói là quá tốt luôn. Thì bên bò sát của em thì cũng mong muốn phát triển như vậy, dẫn dắt cái người sau, người ta hiểu rõ hơn về cái con bét này, về cái tập tính sống, về cái cách nó vận hành như thế nào để chăm sóc nó ngày càng tốt hơn. Chứ còn chơi mà thuộc dạng cứ thiên về cái chuyện mua bán quá đó, đúng nó rồi. Sẽ làm mọi thứ nó ngày càng tệ đi. Nó bị bào mòn cái lửa của mình. Thì đó em mới nói là lý do tại sao em thi lại, là bởi vì nếu mà em để cái kinh doanh nó ảnh hưởng mình nhiều quá, nó không có hay cho bản thân thôi. Đúng rồi. Có nghĩa là kiếm tiền thì chắc chắn là ai cũng phải kiếm tiền. Nhưng mà xong rồi mình thích cái đam mê của mình nó không phải ở đó. Cái đam mê của mình là bắt đầu là mình tiếp cận với đam mê là mình thích cái đó mà. Tại sao mình không giữ nó? Chứ còn ví dụ như kinh doanh thì có thể là ví dụ như cho dù em không giỏi về thiết kế đi, ví dụ như em là một người giỏi về kinh doanh mà một người có vốn đi, thì em thuê tất cả các anh em về làm vẫn được cơ mà. Đúng rồi. Nhưng mà em là ví dụ là người chủ, nhưng mà em xuất phát từ là người chơi. Đúng rồi. Thì em sẽ hiểu được những vấn đề đó hơn. Có một cái ý này mà mình rút ra và mình đi trò chuyện với cái anh em khác thì mình cũng thấy giống vậy, thì mình cũng chia sẻ để cho các bạn khán giả, những anh em newbie mới là quý những người anh em mà theo nghề nhưng mà lại có cái ý nguyện muốn phát triển phong trào là như thế này. Thì anh em tụi mình đều xuất phát từ cái đam mê cái con bé từng dòng hết, không đam mê con cá, đam mê thủy sinh, đam mê thì rất là thích làm việc với nó. Dạ, thích tương tác với nó, thích xây dựng bill hồ, làm việc những cái việc mà chuyên môn với nó. Nhưng mà đến một cái giai đoạn nào đó thì anh em cảm thấy như vậy nó chưa có đủ, cái phong trào mình còn yếu quá, bản thân mình có thể mạnh nhưng mà phong trào nó yếu quá, thì anh em mới quyết định là nhảy ra làm phong trào để cho nhiều người biết đến bộ môn này nhiều hơn, có nhiều kiến thức hơn, có nhiều cái trải nghiệm vui vẻ giống như mình hơn. Thì càng làm phong trào, anh em biết xảy ra một cái vấn đề gì không, là anh em tụi tôi không có được làm gì cái này nữa mà làm việc với con người. Thôi lúc đó lại làm việc với con người không mà, chứ không lại làm việc với những cái mà mình yêu thích nữa. Thì mình muốn chia sẻ cái ý này là để cho mọi người có gọi là yêu thương những người mà làm phong trào nhiều hơn. Giống như mình giờ mình là mê iguana, mê bò sát lắm, nhưng mà từ lúc đi làm phong trào không có còn thời gian dành cho nó nhiều nữa. Lúc trước 10 phần, giờ chỉ còn có 2 phần cho nó thôi. Đó, cho nên là làm việc với con người đi, kết nối mọi người để cho phong trào nó lớn mạnh hơn. Đó là cái điều chia sẻ. Và nếu mà bên bộ môn thủy sinh này á, thì mình cũng thấy là những người đi trước có một cái tinh thần chia sẻ rất là cao, thì đây là cái điều đáng mừng. Anh em nào newbie thì cứ mạnh dạn tham gia vô cuộc thi. Tất nhiên là mình mới vô thì mình đừng có nặng vấn đề giải viết đồ, không lấy được giải, nhưng mà sẽ lấy được mối quan hệ, lấy được đúng kiến rồi. Thức, lấy được kinh nghiệm, rất là nhiều thứ luôn. Và cái lời cảm ơn thì nãy giờ Nam đã nói với anh Hiển rất là nhiều lần rồi. Người ta nói cái quý giá ở cái may mắn của đời người không phải là gặp được người đưa cho mình tiền,
mà gặp được người đưa mình lên một cái tầm cao mới, đúng không? Thì nhà cũng nhờ anh Hiển, mặc dù là đưa cái gì đâu, không, anh truyền đạt cái đam mê, anh hướng dẫn cho chơi nó nhỏ thôi, nhưng mà từ cái đó nó giống như là thắp lên cái ngọn lửa thì nó mới cháy âm ỉ, cuối cùng là nó phát triển như thế này. Ba cơ sở, chuẩn bị ra cơ sở thứ tư nữa. Thì thật ra những cái điều đó mới là quý, đúng không? Cho trải dài khắp mấy tỉnh miền Bắc rồi đó. Dạ. Mở tiệm tùm lum ngoài đó luôn rồi đó. Thì nhờ cây cầu đầu tiên của anh á, xong rồi giờ Nam á là đưa ra nhiều cây cầu khác nữa. Thì vậy mới đáng quý. Ok các bạn, thì vẫn chưa vô được tới shop luôn. Đi coi thủy sinh nhưng mà vẫn chưa thấy được cái hồ thủy sinh nào luôn. Bây giờ vào quay đi. Không, cái đó đi dành liếm sau đi, anh em mình trò chuyện nhiều lắm rồi. Nãy vô cửa là dướng ngay cái hồ cá coi. Xong rồi tiếp theo tới cái bàn trà này ha. Thì cảm ơn anh Hiển và cảm ơn Nam đã chia sẻ những cái kinh nghiệm rất là quý báu, những cái kỷ niệm vui buồn, cũng như là truyền những cái ngọn lửa đam mê này tới mọi người, những anh em newbie, những anh em mà mê, đam mê cái bộ môn thủy sinh. Ha, cảm ơn hai anh rất là nhiều đã có những cái chia sẻ như vậy. Chúc các bạn xem clip vui vẻ ha, và có thật nhiều sức khỏe. Bye bye. Đón chờ clip tiếp theo, mình sẽ đi sâu vô trong. Bye bye.